blank. Chưa, đã báo gì đâu, đã chạy đâu mà chạy mà báo. Ở mình mình trả cho bạn chết à? ở báo Bây giờ mới chạy. chạy báo mình chứ, đã báo gì đâu. Bây giờ. Thế làm được một nửa thì mới chạy phải không? Đúng rồi, mình còn bảo nó bao giờ chạy báo mà, sẽ đi báo gì. Giờ này giờ cho chạy lại xem cái không bị lại không bị cho những người giờ nó ngồi nó phải cứng này chứ giờ nào cũng chạy chờ chờ khi Đã chạy chạy chưa chưa trời. Lấy đi xài nửa tết rồi. À, năm nay anh em mình làm sắp Tết quá nhỉ, anh em phải đâu hết mình chẳng công trình hết rồi. Hôm nay ở nhà để mà hả? Em không có luôn à? Buồn. Đó nhà lăng lên lấy thường thì tự do à, thưởng thưởng nhiều quà năm si Năm chai ngon nhỉ, hay năm chai nhưng không phải năm chai luôn rồi. Buồn nhỉ, đấy cái năm sĩ này. Anh gọi điện kia nói
Đi tốt không? Cảm ơn chị đừng qua. Em nói đúng rồi. Cho ứng nhân công có 170, sau cũng đủ rút lại 20. Có tiền trả cho mấy người kia. Giờ sang là cái tiền sẽ nói tao hay tụi xếp hải ký gửi ra tụi bay gì hay là đồng để tao tụi tao lấy con chị quay cho đẹp lên gọi hoa. Anh suốt sáng giờ xuống chục lần rồi đấy, đỡ được nhiều. Ông ta là cái bên đó là giải thưởng được 500 phải không? Giải thưởng là 300 triệu. Nhiều. Trăm rưỡi. Hai sĩ. Trăm rưỡi không? Rưỡi. Trăm rưỡi là 200. Giới chơi dữ. Ngon luôn. Rưỡi không? Ở đó một có trăm rưỡi gì xin nhé. Đây. Đó đáng lẽ đủ 500. Còn 50 chút nó bút liên biết đâu nó lên lại cơ nghiệp sao. Nhìn chung qua nó chọc chọc vô cái nó đá đâu trời đâu đá. Đá đẹp ra luôn. Cái nhà chung đúng rồi anh chung. Hay bữa đó tối ra thì ra nó ra nhậu cái cây nãy cái ngồi nó nghe. Nó không biết không chung. Đâu. Má đúng rồi, tôi nghĩ nó khóc rồi phải rồi. Tới giờ nó cũng còn khóc rồi đúng rồi. Giờ đi không còn đau đâu, không còn đau đâu, không còn đau đâu, không còn đau đâu, không còn đau đâu. Vô bắt cửa hình ngồi cười đi. Cười đủ quá sướng. Cứ không biết. Cái này là cái gì Thank you.
Tùy bữa nó cả vợ là cho nó thầy cũ. Thầy với con là thầy lách, thầy cũ.
đấy mấy cái to đọc mấy cái phụ lục đồng của cái ông nhựa con bốn này cái đây hợp đồng đây số hợp đồng cứ để cho chị nó đi rồi qua cho các cô nữa. Mà hôm nay cậu kêu xuất hóa đơn nữa nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm qua này mình coi mắt thường thì tương đối mà xuống. Ở cái xe chỉ gì ra. Ngon đúng không? Ông anh á, ông anh đang trên đám ma rồi. Tiểu nay đi đưa Dũng mà. Trưa nay đưa này. Sếp này đồng quen được hết. Giờ đó nè. Giờ chạy đâu lúc rồi đó.